Nguyên xin gửi đến các anh chị em và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Cảm ơn quý vị đã đến đây chung vui cùng với Hà Phương Nguyên. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức một đoạn video clip ngắn về cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam Nhân ái năm 2015 mà Hà Phương Nguyên đã cố gắng tham gia. Chân bước cao gót làm sao hoa cầu dừa. Thưa chị Hà Phương Uyên, với cái tâm tình nguyện ước nào chị đã quyết định đi thi cuộc thi Hoa hậu 2015? Dạ, kính thưa chị, với sự động viên của gia đình, bạn bè và giới đồng nghiệp, Hà Phương Uyên đi tham dự cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam Nhân ái năm 2015 với hy vọng là học hỏi thêm kiến thức của các chị em hoa hậu thí sinh và mở tầm nhìn cái hay cái lạ để làm kiến thức riêng cho mình. Tục ngữ có câu, đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Hà Phương Nguyên may mắn được đoạt danh hiệu Hoa hậu Phu nhân Việt Nam Nhân ái năm 2015 do Trung tâm Mưa rừng tổ chức. Riêng Hà Phương Nguyên nghĩ rằng mỗi chị em hoa hậu thí sinh đều là hoa hậu cả, vì ai ai cũng đẹp vẹn toàn. Danh hiệu dành cho chị khi đạt vương miện năm 2015 có phải không ạ? Dạ, thưa phải. Cảm ơn chị. Và chị cũng cho quý khán giả biết cái ý nghĩa của danh hiệu này ạ. Dạ, thưa chị, hai chữ nhân ái. Nhân là người, ái là yêu thương. Lòng nhân ái là tình yêu thương con người đối với con người trong cộng đồng, thể hiện qua bằng sự quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ. Niềm vui của mình chỉ là hạt, hạnh phúc của mọi người mới là hoa. Nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê các con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng ngô đen rất lắng. Đôi trai tài gái sắc thêm chi ai, đôi trai của Đài Sài Gòn TV. Nguyệt Dung hiện đang có mặt tại nhà hàng Quốc Hương ở thành phố Garland, Texas. Nguyệt Dung có mặt tại đây để tham gia buổi kỷ niệm ngày đăng quang của Hoa hậu Hà Phương Nguyên. Cuộc thi Hoa hậu Nhân ái được tổ chức hàng năm, mục đích là để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và để giới thiệu đến công chúng các bộ trang phục truyền thống của dân tộc, đặc biệt là tà áo dài. Và bây giờ cũng như quý vị đã thấy những niềm vui vẻ hân hoan trên mặt các vị quan khách, cũng như là không khí náo nhiệt của buổi lễ đã bắt đầu. Xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi với Nguyệt Dung. Dạ, xin chị có thể chia sẻ ý nghĩa của mình về những cái buổi thi Hoa hậu tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Thưa quý vị, Huyền thấy là
cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Hoa Kỳ đó, rất là hay, tại vì nó tôn vinh lại lên cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam tại hải ngoại. Thì được mặc cái chiếc áo dài truyền thống thì rất là có ý nghĩa đối với người phụ nữ Việt Nam. Và ngày hôm nay thì Huyền cũng có diễn thời trang áo dài với lại áo dạ hội để tôn vinh cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, cùng với việc là để chúc mừng chị Hà Phương Nguyên đoạt được giải Hoa hậu nhân ái. Dạ, cảm ơn chị và Nguyệt Dung xin chúc hai chị có một đêm đầy vui vẻ. Cảm ơn em. Chiều ta đứng chờ nhau như âm xưa, như ngỡ sông hai bên dây vững đầu, lời thề nhau cho nhau tình đó em mãi sau, tôi nghĩ xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Chương trình xin phép được kính chào quý vị đến với nhà hàng Quốc Hương tối hôm nay trong một đêm khá long trọng để cùng chia vui với Tân Hoa hậu Phu Nhân Toàn cầu năm 2015 vừa diễn ra tại Seattle, Washington. Và ngày hôm nay thì có dịp chúng ta ngồi lại với nhau như là một gia đình để cùng chia sẻ niềm vui đó với người Hoa hậu tại thành phố Dallas của chúng ta. Cô là Tân Hoa hậu Phu Nhân. Tân Hoa hậu Phu Nhân nhân ái năm 2015 là nữ thí sinh mang số năm 11 Hà Phương Nguyên. Xin mời một tràng pháo tay thật lớn. Khi mà biết được tin chị Hà Phương Nguyên đoạt cái danh hiệu Hoa hậu nhân ái, thực sự em rất là vui. Là tại vì em biết là Hà Phương Nguyên chắc chắn sẽ được, vì khi chơi với Hà Phương Nguyên là em biết là cái tư cách của Hà Phương Nguyên đó, chị rất là nhẹ nhàng, dịu dàng và dịu hiền. Và với cái danh hiệu Hoa hậu năm 2015, Hoa hậu nhân ái á, là em cảm thấy nó rất là xứng đáng với Hà Phương Nguyên. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Còn cái cảm giác của chị như thế nào chị? Cảm ơn chị. Khi mà em nhận được tin của chị Hà Phương Nguyên được làm nhận giải Hoa hậu nhân ái, em rất là vui cho chị. Em thấy chị cũng rất là xứng đáng với lại người phụ nữ Việt Nam xứng danh là được làm Hoa hậu nhân ái. Chị rất là dễ thương và rất là thích giúp đỡ bạn bè. Trong giây phút hoài niệm, chị muốn chia sẻ tâm sự gì thêm với quý khán giả của đài truyền hình 55.3 không ạ? Dạ, kính thưa chị, trong đêm long trọng này, Hà Phương Nguyên xin cảm ơn đến từng cá nhân, từ các bậc trưởng thượng, các anh chị em và các bạn bè đã dành tình thương và thời gian quý báu cho Hà Phương Nguyên. Bước kế tiếp, Hà Phương Nguyên sẵn sàng đồng hành cùng với người Việt cộng đồng Dallas nói riêng và khắp nơi nói chung, cùng xây dựng một cộng đồng vững mạnh và để lại một nền tảng văn hóa cho con em chúng ta tại Hoa Kỳ, hầu bảo tồn tiếng nói Việt. Người Việt Nam còn, tiếng Việt còn. Rất vui được gặp lại quý vị tại thành phố Garland, là một trong những thành phố thân thương của Dallas. Xin quý vị chào đón Tân Hoa hậu Phu Nhân Nhân Ái Toàn cầu năm 2015, Hà Phương Nguyên. Trước hết, Hà Phương Nguyên xin gửi lời chào trân trọng nhất đến các bậc trưởng thượng, các anh chị em và các bạn đến đây chung vui buổi tiệc của Hà Phương Nguyên. Hà Phương Nguyên rất là vui, rất là cảm động, lấy làm vinh dự được các anh
chị em và các bạn thương yêu và đã dành thời gian quý báu đến đây chung vui với Hà Phương Nguyên. Mong rằng tình cảm của quý vị dành cho Hà Phương Nguyên ngày càng nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Hà Phương Nguyên rất là nhiều. Hình ảnh do Đài Sài Gòn TV của chúng tôi thực hiện nhằm để ghi lại hình ảnh một đêm mang đầy tính cách văn hóa dân tộc. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những chương trình phóng sự lần sau. Xin thân ái kính chào tạm biệt.